Hello, em xin mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay mình đi chơi gặp một người bạn đang lái con máy xúc giá xít 55UR-2 đấy các bác ạ. Máy này thì mới lấy ở bãi, thì hôm nay thì máy nó sẽ lên xe ô tô. Con xe này là xe 3 tấn rưỡi các bác nhá. Xích này vẫn xích cao su, vừa mới lấy ở bãi về được 3-4 hôm rồi các bác. Thế thôi, không gác cái ben vào nó đỡ dốc. Chống cái ben xuống, không quay lại xong bắt đầu mới đi vào. Không nó dốc quá thì quay lại nguy hiểm. Thì lên xe thì thông thường thì mình cứ hạ cái ben nó thấp xuống để cho nó đỡ bị tiến vào đã. Nó đỡ bị dốc máy các bác, bởi vì nó rất là nguy hiểm khi mà mình lên bằng cái xích cao su như thế này. Đó. Đấy, cứ như thế này là lên là vuông nữa các bác. Các bác đi vào sâu nữa được nữa thì càng tốt. Đấy. Ấy bổng đầu. Bổng đầu. Cái xe này lúc mình đứng đang ở thế dốc các bác, cho nên là nó bị bổng cái đầu. Còn xe này xe 3 tấn rưỡi thì nó cũng vừa thôi. Đấy. Co vào nữa đi ông, nó mắc cái móc em ơi. Co tí nữa. Sâu vào tí nữa. Rồi, ngửa ra bây giờ, ngửa cái cầu ra. Ngửa tí nữa. Rồi, ok. Đây. Tất cả cái màu sơn cũng như là các cái ác vẫn còn gì lắm. 540 triệu nhỉ? À đấy, cả về nhà nữa thì chắc phải 120 nữa. Bảo dưỡng nhé, thay dầu mỡ thì chắc phải tổng chi phí. Hả? 560 triệu các bác nhá. Máy cực đẹp luôn. Nước sơn này. Hôm nào rảnh rỗi thì mình sẽ đi mình quay video cho anh em. Nhưng hôm nay thì mình đến giờ trưa rồi, mới là cái máy này chuyển đi làm. Đây là lái máy chính. Mã bàn tài. Thôi chào tất cả mọi người nhá.